Dạ, xin chào cô chú, chị và các bạn nhé. Thì buổi tối hôm nay thì em đang có mặt tại công viên bờ sông ngay sát dưới chân cầu Ba Son nè. Đẹp dữ trời. Ây da, trời. Phút ở đây nè. Lại sát khúc này luôn ha. Đứng này nhìn cái cầu Ba Son này rất là rõ luôn. Ừ. Đang ngắm nước hả? Sao đó? Đứng ở đây nữa. Rớt mới quay xuống đây sao trời. Wow, nhìn nước là đẹp quá trời luôn á. Ơi, tôi đẹp quá, biết đẹp. Em sẽ đứng đây và quay cho cô chú chị xem nha. Đây, mở nhạc lên chiêu chiêu nè. Wow. Cô chú chị và các bạn cùng em ngắm cái cảnh tuyệt vời này nha. Em sẽ không đi đâu đâu, đứng đây em ngắm luôn. Wow. Ở muốn đi đâu luôn, đứng trên đây thì nghe thêm chút nhạc chiêu chiêu nữa. Vậy em sẽ ghép nhạc nào mà không dính bản quyền. Wow, đẹp quá à. Nhà này sẽ chết đã luôn. Có một người mà ưu thích cái phong cảnh đẹp và yên tĩnh thì ở đây chính xác là nó rồi đó. Giữ xe 5.000 đi vô đây khá là tuyệt vời. Đó là một cái gọi là gì, cái phà đúng không? Phà Thủ Thiêm đúng không? Bây giờ đứng quay ngắm cái phà này nó chạy hết đường đó luôn. Đẹp quá à. Nghe tiếng người pha nó chạy 5 phút nha. Thôi cũng nó quay mà em cũng sắp hết pin luôn. Quay cho nó hết pin luôn. Ôi, có một cái chiếc xuồng cano nhỏ nhỏ rồi kìa. Đẹp sáng quá à. Đúng là thành phố ha.
nước cái gần làm nhớ quê quên thì là một cái vùng biển thôi. Và buổi tối tối cũng hay đi ra biển và ngắm sóng biển này. Làm nhớ tới quê quá. Nhớ em thích em cho chiều. Kia đó là con đường Tôn Đức Thắng vùng 1 đó. Những cái tòa nhà bên vùng 1 nhìn cũng rất là sao ta gọi là rất lên ra đẹp quá à. Ok. Ok, cũng hết pin rồi. Đây là toàn bộ cái chắc là em với cả nhà mình ngắm tới đây thôi. Máy bay của em cũng cạn pin luôn rồi. Và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong một video khác của em nha. Bây giờ em sẽ ngắm cảnh lại như thế này nữa ha. Ok, bye bye.